Chào các bạn, tôi đang đứng trước khu công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp. Về vị trí địa lý thì đây là thuộc địa bàn phường Tân Quy Đông, khu C, xã Tân Khánh Đông, khu C mở rộng và phường An Hòa, khu A1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, do công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Hidico làm chủ đầu tư. Thì cái khu công nghiệp này có lợi thế là nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, cạnh quốc lộ 80 và tỉnh lộ 848, ngay bên bờ sông Tiền. Có cảng trọng tải là 5.000 tấn và cách cầu Mỹ Thuận 15 km và thành phố Hồ Chí Minh là 140 km. Với tổng diện tích đất công nghiệp là 100 hecta và đã lắp đầy 87% diện tích đất cho thuê với 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp đã hoàn thành theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Và khu công nghiệp có trạm biến áp đầy đủ, được cấp điện từ nguồn lưới điện quốc gia và từ nhà máy điện Phú Mỹ, đảm bảo là cấp điện liên tục 24/24 để phục vụ cho các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. Mạng lưới viễn thông thì hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà đầu tư. Khu công nghiệp sử dụng nguồn nước ngầm với cái công suất là 4.500 mét khối một ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Trạm xử lý nước thải có công suất là 4.500 mét khối, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho các nhà đầu tư và các cái doanh nghiệp đang hoạt động. Lĩnh vực kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp này là công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông, thủy sản, các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành, ví dụ như là nông, ngư, xây dựng, điện, điện tử và các loại vật tư phụ tùng cần thiết khác. Các bạn thân mến, chúng ta cũng biết là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đang bị quá tải về dân số. Do đó, việc quy hoạch khu công nghiệp trên 64 tỉnh thành để tạo ra vấn đề công ăn việc làm, giãn dân là vấn đề cấp thiết. Việc cân bằng giữa quy mô dân số, số lượng khu công nghiệp hay là diện tích đất canh tác để tạo ra vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến, sản xuất hàng hóa với giá trị cao là nhiệm vụ của cái quy hoạch vĩ mô. Và nếu chúng ta không nhanh chóng chữa cái căn bệnh đầu to trong phát triển hiện nay, tức là dân cư đổ dồn về hai thành phố lớn, thì nguy cơ đổ vỡ tại hai thành phố lớn này sẽ rất cao. Và công ty tư vấn Freshfield của chúng tôi sẽ lập kế hoạch tư vấn để phát triển kinh tế cho 64 tỉnh thành trên cả nước. Và nhóm các nhà tư vấn của chúng tôi bao gồm các chuyên gia của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thực hiện tư vấn việc quy hoạch kinh tế vĩ mô, kêu gọi đầu tư, mở đầu ra cho sản phẩm địa phương, v.v. Và quý vị lãnh đạo các địa phương vui lòng nhanh chóng liên hệ đường dây hotline của chúng tôi ở số 0913 105 505 để được tư vấn thêm. Tôi là diễn giả Francis Hùng, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp cấp cao và là diễn giả chuyên nghiệp, đồng thời là nhà tư vấn cho các cá nhân, công ty và các tổ chức lớn trong nước cũng như là quốc tế. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái clip này và hẹn gặp lại quý vị trong cái clip tiếp theo. Và tôi đang đứng trước khu công nghiệp Sa Đéc tại Đồng Tháp. Xin chào và hẹn gặp lại.